thấy em rất yêu Bibi. Chắc không rất là tốt. Uống hết rồi. Chơi đã chưa? À, bỏ xuống đi. Thôi đi ngủ nhá. Chơi thế đủ rồi, đi ngủ đi. Cắt đồ chơi vào ngủ. Ngủ đi, đi cắt đồ chơi vào đi. Đi cắt đồ chơi vào. Cắt đồ chơi vào. Cắt đồ chơi vào đi, để đi ngủ. À. Cắt hết vào đi. Để đi ngủ. Cắt đồ chơi à? Phải đi ngủ thôi. Mình chơi nữa đâu. Chơi thế đủ rồi. Nên ngủ. Ngủ thôi. Đi, ngủ đi, ngủ đi. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào ngủ luôn đi. Ngáp mà cái miệng ngáp rồi. Nhắm mắt vào ngủ. Ngủ đi. Đi ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.
Bye bye mẹ đi. Bye. Chị nằm đây baby. Thank you.
chắc đúng rồi. Thì em cho anh tí nhá. Anh lấy cái đồ này anh gửi em rồi. Anh cảm ơn em hai mươi ngày vừa rồi nhé. Được rồi. Chăm sóc Bibi, anh có cái quà, đây cái quà tặng em. Cái gì tiền cái công thì anh có bỏ cái này cho em nhé. Nói chung anh cảm ơn nhiều nhé. Vâng, thì em chăm sóc Bibi nhiều, em cũng tình cảm Bibi. Sau khi rời đi thì cũng hơi buồn. Thì anh hy vọng Bibi không nhớ em thôi. Nếu mà em rảnh ấy, thì em bố trí thời gian để chơi Bibi. Thì anh ở nhà đi xuống nhé. Có gì đấy thì lúc nào cũng được. Thì tới thì báo anh kiểu đấy anh ấy. Bibi thì ngoan thôi, hy vọng Bibi không nhớ em thôi. Bibi ngủ rồi đúng không? Thì thời gian vừa rồi nói chung anh cảm ơn em rất nhiều. Thì thời gian tới nếu mà anh có những chuyến đi công tác này thì có gì nhờ em nhé. Em chăm sóc Bibi thật ra thì càng ở cùng với Bibi càng có nhiều tình cảm hơn. Anh thấy em rất yêu Bibi, chắc không rất là tốt. Bibi với nghỉ suy ta bị chìm em chăm sóc thời gian của anh em rất là ok. Đi, vào đây.
đi. Ba bên à? Ba bên. Mình đang này á. Hả? Mình đang bên này anh á. Hả? Sao? Sao nào? Sao? Ừ. Sao vậy? Đi. Sao? Đi muốn ở với mẹ à? Ừ. Sao vậy? Sao? Ba bế. Sao? Ba bế. Sao? Ba bế. Ba bế nhá. Ba bế. Sao? 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 Đó. Ừ. Đừng buồn nhá. Đừng buồn nhá, ba không buồn nhá. Nhá. Ai gì nhá. Mira.